ông vấp nhảy múa trong cuộc đua bán kết. Kết quả bất ngờ, thậm chí gây sốc ngay ở những lượt trận đầu tiên môn bóng đá nam SEA Games 31 dẫn đến khả năng U23 Việt Nam sẽ đụng độ U23 Thái Lan ở bán kết thay vì chung kết như toàn tính ban đầu. Nhưng khả năng nào xảy ra chăng nữa thì có vẻ như ông Park cũng đang nắm quyền chủ động trong cuộc đua đến chức vô địch, giải tỏa áp lực. U23 Việt Nam bước vào SEA Games 31 với sức ép rất lớn từ nhiều phía. Tuy nhiên, mọi hoài nghi gần như tan biến sau màn trình diễn rất thuyết phục của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trước đối thủ rất khó chơi như U23 Indonesia. Thậm chí, nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, U23 Việt Nam có thể đánh bại đội tuyển quốc gia thu nhỏ xứ bạn đảo với tỷ số đậm hơn 3-0, bằng tỷ số của trận chung kết SEA Games 2019 trên đất Philippines. So với hai trận giao hữu gặp U20 Hàn Quốc, trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31, đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tốt hơn rất nhiều. Đội hình mà ông Park xây dựng đã đi vào ổn định với nhiều mảng miếng phối hợp chất lượng. Trong đó, vai trò của ba cầu thủ trên 23 tuổi thể hiện rõ ràng, đậm nét. Nếu như Tiến Linh gây ấn tượng với điểm chạm mở tỷ số và tầm hoạt động rất rộng, thì Hoàng Đức và Hùng Dũng lại cùng nhau tạo nên thế trận áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng cho U23 Việt Nam. Phong thái đỉnh đạt của nhà đương kim vô địch đã được thể hiện tại sân Việt Trì, trái ngược với sự hoài nghi trước giải đấu. Cảm nhận của người hâm mộ về thầy trò ông Park Hang-seo là sự yên tâm. Sở dĩ nói vậy, bởi U23 Indonesia với hơn nửa đội hình là các tuyển thủ quốc gia gần như không tạo ra cơ hội để ghi bàn. Bộ ba trung vệ Việt Anh Thanh Bình Tuấn Tài và hệ thống phòng ngự từ xa của U23 Việt Nam vận hành chặt chẽ, dễ dàng bẻ gãy ý đồ chơi phản công của đối phương ngay từ khu vực giữa sân. Cùng với việc giải tỏa áp lực, trận thắng U23 Indonesia 3-0 đã mang lại sự tự tin rất lớn cho đội tuyển U23 Việt Nam. Cần phải nhắc lại rằng đây là lứa cầu thủ thiếu kinh nghiệm bậc nhất của U23 Việt Nam trong gần 5 năm qua, kể từ lứa U23 làm nên cơn địa chấn châu Á ở Thường Châu, Trung Quốc năm 2018. Ngoài bộ ba quá tuổi, có rất ít cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia. Những đòi hỏi từ người hâm mộ và áp lực giành huy chương vàng ở kỳ SEA Games đặc biệt trên sân nhà có thể khiến U23 Việt Nam rơi vào trạng thái căng cứng về tâm lý. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Ông Park và các học trò đã xuất sắc vượt qua thử thách được coi là lớn nhất ở bảng A. Trận hòa không bàn thắng trước U23 Philippines đã bộc lộ một số vấn đề trong lối chơi của U23 Việt Nam. Những gì diễn ra ở Việt Trì đã đặt ra bài toán không dễ với ông Park khi gặp những đối thủ chủ động chơi phòng ngự số đông, trong khi hàng công thi đấu không hiệu quả. Đây là trận đấu mà các cầu thủ của chúng ta đã tạo ra thế trận áp đảo với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 72%, cao hơn rất nhiều so với trận thắng U23 Indonesia trước đó 56%. Trong thế trận đó, đoàn quân áo đỏ đã tung ra 15 cú dứt điểm, gấp 5 lần U23 Philippines. Như khẳng định của huấn luyện viên Park Hang-seo, U23 Philippines đã chủ động chơi phòng ngự với số đông. Nhưng đấy là mặt khách quan. Ở mặt chủ quan, U23 Việt Nam cho thấy khoảng trống về những phương án hay để tạo ra sự khác biệt trước đối thủ chơi rác, phòng ngự số đông. Sau 45 phút bế tắc trước Philippines, ông Park đã thực hiện 3 sự thay đổi về nhân sự là Văn Xuân, Hoàng Anh và Văn Tùng. U23 Việt Nam lại trở về với đúng đội hình xuất phát ở trận mở màn gặp U23 Indonesia, song lối chơi vẫn rơi vào bế tắc. Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi chiến lược gia người Hàn chưa trao cơ hội cho Dũng Quang Nho. Tiền vệ từng thể hiện vai trò nhạc trưởng rất ấn tượng ở giải U23 Đông Nam Á 2022. Trận này U23 Việt Nam chuyền hỏng khá nhiều. Nó ảnh hưởng lớn tới chất lượng của các tình huống tấn công. Đa phần các pha phối hợp của đội bóng áo đỏ đều bị bẻ gãy trước khi trở thành cơ hội. Trên hàng công, ông thầy người Hàn không còn nhiều lựa chọn khi đã sử dụng 3 trên 4 tiền đạo đăng ký là Tiến Linh, Mạnh Dũng và Văn Tùng. Bên cạnh đó, trận hòa không bàn thắng trước U23, Philippines cho thấy U23 Việt Nam đang phụ thuộc vào bộ ba ngôi sao quá tuổi là Hoàng Đức, Hùng Dũng và Tiến Linh. So với trận gặp U23 Indonesia, bộ ba này hoạt động kém hiệu quả hơn hẳn, phần vì xuống sức, phần vì bị đối thủ chăm sóc kỹ lưỡng. Sau trận đấu, ông Đức cũng phải thừa nhận vấn đề của U23 Việt Nam khi gặp các đối thủ chủ động chơi phòng ngự số đông. Nó đặt ra vấn đề để đội bóng áo đỏ ngày càng hoàn thiện trên hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng. Tuy nhiên, nên nhớ rằng U23 Việt Nam đang trong giai đoạn khởi động. Những trận đấu vòng bảng với U23+3 của Việt Nam còn là cơ hội rèn giũa, phối hợp để huấn luyện viên Park Hang-seo nhằm tìm ra đội hình mạnh nhất, hoàn thiện nhất. Phải nhắc lại rằng, cuộc chiến thực sự với ông Park và các học trò đến từ vòng bán kết và có thể là chung kết. Trận hòa với Philippines với nhiều vấn đề được nhận diện sẽ là bài học quý, kịp thời cho U23 Việt Nam hơn là một chiến thắng đậm để vô hình trung nó che khuất đi những hạn chế. Đối thủ nặng ký nhất của thầy trò ông Park đang ở phía trước, và với việc đánh bại U23 Indonesia, chúng ta có thể chắc một suất vào bán kết. Ông Park cao tay, trận hòa của U23 Việt Nam đã mở đầu cho những bất ngờ của vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 31, một ngày sau khi ông Park và các học trò chia điểm. U23 Thái Lan thất bại 1-2 đầy cay đắng trước Malaysia. Trận thua này khiến cho U23 Thái Lan, từ chỗ ứng viên số 1 cho ngôi đầu bảng B và một suất bán kết, đã rơi vào tình trạng không còn quyền tự quyết cho vị trí số 1 vòng bảng. Quyền đó thuộc về Malaysia sau chiến thắng trước người Thái. Bảng B trước giờ bóng lăn, Thái Lan, Malaysia và Singapore được nhận diện là ba ứng viên tranh hai suất vào bán kết.
U23 Campuchia có thể sắm 3 người ô. Và sau 2 lượt trận, cục diện bảng đấu này sớm được định hình với những thay đổi rõ rệt. U23 Thái Lan sau cú sẩy chân trước Malaysia đã đè bẹp U23 Singapore với tỷ số đậm 5-0. Phía trước, thầy trò huấn luyện viên Mano Polking chỉ còn là hai đối thủ yếu hơn, U23 Campuchia và U23 Lào. Một suất vào bán kết trong tay U23 Thái Lan. U23 Singapore đã không mang đến sự khốc liệt cho cuộc đua vào bán kết như kỳ vọng. Đội bóng trẻ của quốc đảo sư tử sau trận hòa hút chết trước Lào là thất bại tâm phục, khẩu phục trước Thái Lan. Với một điểm sau 2 lượt trận và màn trình diễn kém cỏi, cơ hội đua vào bán kết với Singapore chỉ tồn tại trên lý thuyết. U23 Lào sau trận hòa tiếc nuối trước Singapore đã thảm bại 1-4 trong trận gặp U23 Campuchia. Thế nên, cuộc đối đầu giữa Malaysia và Campuchia lượt trận cuối cùng sẽ hóa giải nhiều ẩn số. Nếu thắng, hoặc ngay cả hòa Campuchia cũng đồng nghĩa U23 Malaysia gần như nắm trong tay ngôi đầu bảng, với điều kiện họ phải thắng những trận trước đó gặp Lào và Singapore. Như vậy, U23 Thái Lan nhiều khả năng sẽ đụng U23 Việt Nam ở bán kết nếu thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo xếp nhất bảng A. Trong trường hợp U23 Campuchia thắng U23 Malaysia, điều này sẽ dẫn đến cái kết rất thú vị và khó lường. Người Mã khi đó chưa chắc sẽ giành suất vào bán kết, mà cơ hội đứng đầu bảng B sẽ mở ra với người Thái. Cần biết bóng đá Thái Lan sau kỳ SEA Games 30, bị loại từ vòng bảng luôn khát khao có một cuộc phục thù ở đấu trường mà người Thái từng nhiều lần lên ngôi vô địch. Đội trưởng đoàn Dufan Lamsam, Madampan đã làm mọi cách để huấn luyện viên Mano Polking có đội hình mạnh nhất dự SEA Games 31 dù các tuyển thủ trẻ Thái Lan chỉ có vài ngày. Hội quân là đến thẳng sân Thiên Trường, Nam Định. Thất bại trước Malaysia có thể là tai nạn của U23 Thái Lan, bởi sau đó họ đã chứng minh sức mạnh bằng chiến thắng năm sau trước Singapore. Tại AFF Cup 2021, đội tuyển Thái Lan dưới thời huấn luyện viên Mano Polking dễ dàng giành ngôi nhất bảng và thắng đội tuyển Việt Nam. 2-0 ở trận bán kết lượt đi và hòa không bàn thắng lượt về, biến đội tuyển Việt Nam thành cựu vô địch. Người Thái vào chung kết rồi đánh bại Indonesia để đăng quang chức vô địch một cách thuyết phục. Lần đó, huấn luyện viên Park Hang-seo dù không thừa nhận nhưng ông muốn tránh mặt Thái Lan tại vòng bán kết nhưng không may đội tuyển Việt Nam chỉ hòa Indonesia ở vòng bảng, nên rơi xuống vị trí thứ hai. Huấn luyện viên Park Hang-seo trong lần cuối cùng nắm tuyển U23 Việt Nam chắc chắn có toàn tính kỹ lưỡng, không chỉ là bài toán chiến thuật cho từng trận đấu, mà còn phải có chiến lược trong cuộc đua đường dài. Dĩ nhiên, ông Park và các học trò muốn thắng mọi trận đấu, bất kể đối thủ lớn như Thái Lan, để màn đăng quang SEA Games 31 trên sân nhà thuyết phục và ấn tượng hơn. Nhưng với vai trò thuyền trưởng của U23 Việt Nam, ông thầy người Hàn có quyền toàn tính, nhìn xa trông rộng đến những khả năng. Trở lại trận hòa Philippines của U23 Việt Nam, người viết cho rằng chúng ta được rất nhiều sau trận đấu bế tắc, nhiều lỗi và hàng công nhạt nhòa. Những gì về chuyên môn ông Park và các cộng sự chắc chắn đã nhận ra sẽ sớm có giải pháp cho những cuộc chiến cam go ở phía trước. Cái hay nhất ở trận hòa này là huấn luyện viên Park Hang-seo khôn khéo, lùi một bước để nắm quyền tự chủ trong lựa chọn đối thủ ở bán kết. Giờ đây, ngay cả người Thái nhì bảng B thì U23 Việt Nam chưa chắc sẽ nhất bảng A. Sau trận hòa Philippines, U23 Việt Nam có cùng 4 điểm như đối thủ nhưng xếp nhì bảng do kém về hiệu số bàn thắng, bàn thua. Theo lịch thi đấu, ông Park và các học trò lần lượt sẽ gặp Myanmar và trận cuối gặp đội bóng lót đường Timor-Leste. Với những gì diễn ra, U23 Việt Nam có quyền chủ động từ kết quả các trận đấu của bảng B, với ẩn số chờ lộ diện như trận Malaysia-Campuchia, Singapore-Malaysia. Và cả bảng A với cuộc đối đầu giữa U23 Indonesia và U23 Philippines để xác định vị trí tốt nhất cho mình ở bảng A cũng như đối thủ ở bán kết. Huấn luyện viên Park Hang-seo là bậc thầy về tâm lý và chiến thuật. Trận hòa Philippines có phải là toan tính đường xa, có thể đúng, có thể sai. Nhưng đây là vấn đề không cần phải đi đến phán xét cuối cùng. Điều quan trọng là ông Park và các học trò đi đến trận đấu cuối cùng và lên ngôi vô địch theo cách của mình. Trong bóng đá, những quyết định ngây thơ về chiến thuật luôn phải trả giá. Tôi xin khẳng định kết quả trận Malaysia và Thái Lan không liên quan đến trận đấu này. Nếu tôi tính toán để hòa, điều đó khác gì dàn xếp đâu. Tuy chỉ giành kết quả hòa nhưng đây là trận đấu đối phương chủ động đá phòng ngự số đông nên rất khó để xưng phá. Tôi không thể trình bày hết lý do khiến U23 Việt Nam bị cầm hòa. Toàn đội sẽ có vài ngày nghỉ để chuẩn bị cho trận tiếp theo. Chúng tôi sẽ cố gắng để giành kết quả tốt, nhà cầm quân người Hàn Quốc phát biểu. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.